Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 4 mạch tổ hợp gồm có mạch đa hợp, mạch giải đa hợp, mạch so sánh, mạch kiểm tra chẵn lẻ của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ hai, mạch đa hợp. Mạch đa hợp còn gọi là mạch dòng kênh. Đây là sơ đồ khối của mạch đa hợp. Mạch có M kênh ở ngõ vào nhưng chỉ có một kênh ở ngõ ra và có N tín hiệu để điều khiển chọn kênh. Các kênh ngõ vào và kênh ngõ ra có thể là K bit. Mối quan hệ giữa M kênh ở ngõ vào và N đường tín hiệu chọn kênh là N sẽ bằng log 2 của M. Nếu biết được M thì ta sẽ tính ra được N, hoặc ngược lại, nếu biết được N thì ta có thể tính ra được M. Mạch đa hợp thường có các dạng như sau. Nếu M bằng 2 thì N bằng 1, và nếu K bằng 1 thì được gọi là mạch đa hợp 2 kênh 1 bit. Nếu M bằng 4 thì N bằng 2 và K bằng 1 thì gọi là mạch đa hợp 4 kênh 1 bit. Nếu M bằng 8 thì N bằng 3 và nếu K bằng 1 thì được gọi là mạch đa hợp 8 kênh 1 bit. Tương tự, ta có thể mở rộng ra cho mạch đa hợp 16 kênh 32 kênh. Nếu M bằng 2 thì N bằng 1 và K bằng 2 được gọi là mạch đa hợp 2 kênh 2 bit. Nếu M bằng 4 thì N bằng 2 và K bằng 2 thì được gọi là mạch đa hợp 4 kênh 2 bit. Nếu M bằng 3 thì N bằng 2, K bằng 2 thì được gọi là mạch đa hợp 8 kênh 2 bit. Nếu M bằng 2 thì N bằng 1 và nếu cho K bằng 4 thì được gọi là mạch đa hợp 2 kênh 4 bit. Nếu M bằng 4 thì N bằng 2 và nếu K bằng 4 thì được gọi là mạch đa hợp 4 kênh 4 bit. Nếu M bằng 8 thì N bằng 3 và nếu K bằng 4 thì được gọi là mạch đa hợp 8 kênh 4 bit. Tương tự như vậy, ta có thể mở rộng số kênh cũng như mở rộng số bit. Trước khi đi vào khảo sát các mạch đa hợp một cách chi tiết thì ta còn phải biết ứng dụng của mạch đa hợp dùng để làm gì. Ứng dụng thứ nhất khá phổ biến, đó là truyền dữ liệu đa hợp theo thời gian, dùng để tiết kiệm đường truyền. Ta có 3 tín hiệu cần truyền đi xa. Nếu chúng ta dùng 3 đường truyền thì vấn đề đã được giải quyết. Nhưng nếu chúng ta muốn tiết kiệm đường truyền thì ta cần phải dùng mạch đa hợp. Và bên phía nhận sẽ cần một mạch giải đa hợp, và khi đó chúng ta chỉ còn một đường truyền. Tại mỗi một thời điểm thì nó sẽ truyền một tín hiệu. Đầu tiên nó sẽ truyền tín hiệu thứ nhất, và bên giải đa hợp sẽ kết nối với bộ phận nhận tín hiệu thứ nhất. Sau đó một khoảng thời gian thì nó sẽ truyền tín hiệu thứ hai, và bên bộ nhận cũng chuyển mạch đến khối nhận tín hiệu thứ hai. Rồi sau một khoảng thời gian nó sẽ truyền tín hiệu thứ ba, và bên bộ nhận cũng chuyển mạch đến nơi nhận tín hiệu thứ ba, rồi lặp lại. Một ứng dụng thứ hai của mạch đa hợp là điều khiển hiển thị đa hợp theo thời gian để tiết kiệm bọt giao tiếp. Đây là một hệ thống điều khiển hai led 7 đoạn đa hợp theo thời gian. Trong hệ thống này có sử dụng vi mạch mang mã số là 74HC157. Đây là vi mạch đa hợp 2 kênh 4 bit. Kênh thứ nhất là từ A0 đến A3. Kênh thứ hai là từ B0 đến B3. Kênh ngõ ra 4 bit được nối đến 4 ngõ vào ABCD của vi mạch giải mã 74HC47. Để giải thích hoạt động của hệ thống này khá phức tạp cho nên tôi không giải thích. Và việc hiển thị đa hợp theo thời gian này được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống vi xử lý để điều khiển hiển thị được nhiều led 7 đoạn. Ứng dụng thứ ba là trong thiết kế vi mạch, người ta sử dụng các mạch đa hợp làm mạng kết nối truyền tải giá trị hình thành nên mạch điện số cần thiết kế. Quan sát ba mạch điện này, thấy cả ba mạch đều có sử dụng mạch đa hợp 2 kênh. Do chúng ta chưa biết chức năng của mạch đa hợp 2 kênh cho nên nguyên lý hoạt động của ba mạch này xin phép không được trình bày. Ngoài ba ứng dụng cơ bản thì mạch đa hợp còn có nhiều ứng dụng trong các mạch điện tử khác. Sang phần một nhỏ, khảo sát mạch đa hợp 2 kênh 1 bit. Đây là sơ đồ khối của mạch, có hai kênh ngõ vào được đặt tên là A và B, một kênh ngõ ra đặt tên là O. Cả hai kênh vào và kênh ra đều là 1 bit. Có một tín hiệu chọn kênh được đặt tên là S, viết tắt của từ tiếng Anh là Select. Có hai bảng trạng thái được phân biệt là bảng trạng thái đơn giản và bảng trạng thái đầy đủ. Bây giờ ta sẽ tiến hành giải thích các bảng trạng thái này, bắt đầu với bảng trạng thái đơn giản.
Khi S bằng 0, thì kênh ngõ vào A được truyền đến ngõ ra, bất chấp kênh ngõ vào B. Còn khi S bằng 1, thì kênh ngõ vào B được truyền đến ngõ ra O, bất chấp kênh ngõ vào A. Trong bảng trạng thái đơn giản này, chúng ta đã sử dụng các trạng thái bất chấp của A và bất chấp của B. Cũng như giá trị của A, chúng ta ghi giá trị tổng quát là A và B, cho nên nó chỉ có hai trạng thái. Còn ở bảng trạng thái đầy đủ, thì do có 3 tín hiệu B, A, S ở ngõ vào, nó sẽ tạo thành một tổ hợp số nhị phân 3 bit có tổng cộng là 8 trạng thái. Trạng thái đầu tiên là 0, 0, 0. Trạng thái tiếp theo là 0, 0, 1. Tương tự cho các trạng thái tiếp theo và trạng thái cuối cùng là 1, 1, 1. Bây giờ sẽ đi phân tích từng trạng thái của bảng trạng thái đầy đủ. Trạng thái đầu tiên thì S bằng 0. Nó sẽ truyền dữ liệu của ngõ vào kênh A. A đang bằng 0, cho nên giá trị 0 này được truyền đến ngõ ra O. Khi S bằng 1 thì nó sẽ truyền giá trị của kênh B. B đang bằng 0, cho nên giá trị 0 này được truyền đến ngõ ra O. Khi S bằng 0 thì nó sẽ truyền giá trị của kênh A. A đang bằng 1, cho nên giá trị 1 này được truyền đến ngõ ra O, làm cho ngõ ra O bằng 1. Khi S bằng 1 thì nó sẽ truyền giá trị của kênh B và B đang bằng 0, cho nên giá trị 0 này được truyền đến ngõ ra O và ngõ ra O bằng 0. Trạng thái tiếp theo, S bằng 0, nó sẽ truyền dữ liệu của kênh A và A đang bằng 0, cho nên giá trị 0 này được truyền đến ngõ ra. Trạng thái tiếp theo thì S bằng 1, nó sẽ truyền dữ liệu của kênh B và B đang bằng 1, cho nên giá trị 1 này được truyền đến ngõ ra. Trạng thái tiếp theo, S bằng 0, nó sẽ truyền giá trị của kênh A, A đang bằng 1, cho nên giá trị 1 này được truyền đến ngõ ra. Trạng thái cuối cùng, S bằng 1, thì nó sẽ truyền giá trị của kênh B, B đang bằng 1, cho nên giá trị 1 này được truyền đến ngõ ra. Như vậy, bảng trạng thái đầy đủ đã được phân tích xong. Sang bước thứ tư, tiến hành tìm phương trình ngõ ra. Căn cứ vào bảng trạng thái đầy đủ này, ta thấy ngõ ra O có 4 trạng thái bằng 1. Sử dụng phương pháp tổng của các tích, ta sẽ tìm được tích thứ nhất là B đảo AND với A, AND với S đảo. Tích thứ hai là B AND với A đảo, AND với S. Tích thứ ba là B AND với A, AND với S đảo. Và tích thứ tư là B AND với A, AND với S. Và khi đó ta được phương trình ngõ ra là O sẽ bằng tổng của 4 tích. Tiến hành đơn giản phương trình này bằng cách kết hợp tích thứ nhất với tích thứ ba có hai tín hiệu chung, đó là A, S đảo. Đặt A, S đảo làm thừa số chung. Thành phần còn lại là B đảo, O với B bằng 1. Kết hợp tích thứ hai với tích thứ tư, thành phần chung đó là B, S. Đặt B, S làm thừa số chung. Tín hiệu còn lại là A đảo, O với A bằng 1. Như vậy, sau khi đơn giản phương trình này, thì ngõ ra O còn lại là hai tích AND của A với S đảo và B với S. Sang bước thứ 5, tiến hành vẽ mạch. Quan sát phương trình ngõ ra O, ta thấy có hai tín hiệu A, B, S và có thêm tín hiệu S đảo, cho nên trong sơ đồ mạch ta phải sử dụng một cổng NOT để tạo ra tín hiệu S đảo. Cổng AND thứ nhất sẽ AND tín hiệu S đảo với tín hiệu A để thực hiện tích AND này. Cổng AND thứ hai sẽ AND hai tín hiệu S với B để thực hiện tích AND này, và sử dụng thêm một cổng O để O hai tích này lại với nhau, và ngõ ra của cổng O chính là ngõ ra O. Như vậy ta đã vẽ xong mạch điện. Trước khi sang bước tiếp theo thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết cách tìm phương trình từ bảng trạng thái đơn giản này. Trong bảng trạng thái đơn giản này thì ngõ ra O sẽ bằng A khi S bằng 0, bất chấp tín hiệu ngõ vào B, và khi viết tích ta bỏ đi tín hiệu bất chấp B. Ngõ ra O sẽ bằng A khi S bằng 1, bất chấp tín hiệu ngõ vào A. Khi viết phương trình, ta cũng bỏ đi tín hiệu bất chấp A. Khi đó phương trình của ngõ ra O sẽ bằng A AND với S đảo. O với B AND với S. Đây chính là phương trình ngõ ra O được viết theo bảng trạng thái đơn giản. So với phương trình được viết theo bảng trạng thái đầy đủ thì hai phương trình này giống nhau. Và từ đây về sau, chúng ta sẽ sử dụng bảng trạng thái đơn giản để viết phương trình. Ta sang phần thứ 5 là mô phỏng để kiểm tra. Đây là mạch điện mô phỏng, hoàn toàn giống như mạch điện mà chúng ta đã vẽ. Ngõ ra O được điều khiển đèn LED đơn. Các tín hiệu ngõ vào gồm có S, A, B đang ở mức logic 0, tương ứng với bảng trạng thái đầy đủ. S bằng 0, A bằng 0, B bằng 0 thì ngõ ra bằng 0, cho nên đèn LED D1 này đang tắt. Và bây giờ mời các bạn quan sát, tôi sẽ thay đổi
giá trị của S cũng như thay đổi giá trị của A và B. Chúng ta sẽ kiểm tra hoạt động của mạch để đánh giá đúng sai. S đang bằng 0 cho nên nó sẽ truyền dữ liệu của kênh A. Khi A bằng 1 thì ngõ ra bằng 1. Khi A bằng 0 thì ngõ ra bằng 0. Bất chấp dữ liệu của ngõ vào kênh B. Khi S bằng 1 thì nó sẽ truyền dữ liệu của kênh B. B bằng 0 cho nên ngõ ra bằng 0. B bằng 1 làm cho ngõ ra bằng 1. Khi đang truyền kênh B thì kênh A xem như là bất chấp. Như vậy, mạch đã hoạt động đúng theo yêu cầu. Phần nội dung của mạch đa hợp hai kênh 1 bit đến đây là xong. Ta sang phần 2 nhỏ là khảo sát mạch đa hợp hai kênh 1 bit có thêm một tín hiệu cho phép E tích cực mức 1. Đây là sơ đồ khối của mạch. Hai kênh ngõ vào AB và kênh ngõ ra O đều là 1 bit có thêm tín hiệu cho phép E và ngõ vào chọn kênh S 1 bit. Sang bước thứ hai, tiến hành phân tích bảng trạng thái đơn giản này. Trong bảng trạng thái này thì phần ngõ vào có 4 tín hiệu, gồm hai kênh ngõ vào AB, tín hiệu chọn kênh S và tín hiệu cho phép E. Khi E ở mức 0 thì bất chấp các tín hiệu còn lại, ngõ ra O bằng 0, xem như là không cho phép mạch đa hợp này hoạt động. Và muốn mạch đa hợp này hoạt động thì ngõ vào E phải ở mức 1. Khi đó S bằng 0 thì nó sẽ cho kênh ngõ vào A được truyền đến ngõ ra O, bất chấp kênh ngõ vào B. Khi S bằng 1 thì kênh ngõ vào B được truyền đến ngõ ra O, bất chấp kênh ngõ vào còn lại A. Như vậy có hai trạng thái cho phép và một trạng thái không cho phép. Sang bước thứ ba, tiến hành viết phương trình ngõ ra. Quan sát bảng trạng thái đơn giản này thì ngõ ra O có hai trạng thái bằng A và B. Bỏ đi tín hiệu bất chấp thì phương trình ngõ ra O sẽ bằng tích thứ nhất là N của tín hiệu E với tín hiệu A với tín hiệu S đảo. Tích thứ hai là tín hiệu E, N với tín hiệu B, N với tín hiệu S. Và đây chính là phương trình ngõ ra O bằng tổng của hai tích mới vừa trình bày. Sang bước thứ tư, tiến hành vẽ mạch. Quan sát phương trình ngõ ra thấy có 4 tín hiệu. Tín hiệu A, tín hiệu B, tín hiệu E và tín hiệu S. Trong đó có thêm tín hiệu S đảo, cho nên có sử dụng một cổng đảo để tạo ra tín hiệu S đảo. Tích N đầu tiên sẽ sử dụng cổng N 3 ngõ vào để N 3 tín hiệu gồm có tín hiệu A, tín hiệu E và tín hiệu S đảo. Cổng N thứ hai để thực hiện tích N của 3 tín hiệu này gồm có tín hiệu B, tín hiệu E và tín hiệu S. Cổng O có 2 ngõ vào để O hai tích này lại với nhau và ngõ ra chính là ngõ ra O của mạch đa hợp. Sang bước thứ 5, tiến hành mô phỏng để kiểm tra. Đây chính là mạch điện mô phỏng được vẽ giống như mạch điện đã thực hiện ở bước thứ 4. Các tín hiệu ngõ vào gồm có S, E và hai kênh AB, tín hiệu ngõ ra là O. Do tín hiệu ngõ vào E đang ở mức 0, bất chấp 3 tín hiệu còn lại, ngõ ra O bằng 0 cho nên đèn LED này tắt, tương ứng với trạng thái không cho phép. Và bây giờ mời các bạn quan sát, tôi sẽ thay đổi trạng thái của các ngõ vào và chúng ta quan sát cả ngõ vào lẫn ngõ ra để đánh giá mạch này đúng hay sai. Do ở trạng thái không cho phép, cho nên bất chấp sự thay đổi của ngõ vào, ngõ ra vẫn bằng 0. Tín hiệu E bây giờ bằng 1, đang chuyển sang trạng thái cho phép. Và tín hiệu S bằng 0, cho nên nó sẽ chọn kênh A, A bằng 0, cho nên ngõ ra bằng 0. A bằng 1 thì ngõ ra bằng 1, điều khiển đèn LED đơn sáng. Ngõ vào kênh B bất chấp. S bây giờ bằng 1, nó sẽ chọn kênh B. B đang bằng 0, cho nên ngõ ra bằng 0, đèn LED tắt. B bằng 1 thì ngõ ra bằng 1, đèn LED sáng.
Như vậy, mạch đã hoạt động đúng theo yêu cầu. Phần trình bày hai nhỏ là mạch đa hợp hai kênh 1 bit có thêm một tín hiệu cho phép E đã thực hiện xong. Các bạn xem có vấn đề nào chưa hiểu, chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo của phần mạch đa hợp.